Rồi giấy tờ của mấy đứa sao, nói thầy nghe nhé. Em là học xong 2 năm à hay là 1 năm? Em học xong cái early childhood, sau đó em học thêm 1 năm nữa Là coi như là 2 năm là luôn á. xong. Là coi như cái một cái master khác nữa. Giờ là tổng cộng 4 năm. 4 năm, 2 năm có học bổng, 2 năm sau có một ít hơn à. Dạ, 20. Với lại trong cái thẩm định tay nghề của cái ngành early childhood á, là nó cũng yêu cầu là phải học 4 năm ở Úc á. Ok, vậy nó cũng Cho may nên mắn, là nó khớp vô luôn. tình mà nó khớp vô luôn á. Dạ, chứ em học 3 năm nó cũng chưa đủ điều kiện nữa. Ừ, rồi hôm bữa giờ em thi IELTS có đủ không? 2.7, 2.8 đó, được không? Em thi PTE. À, tại vì em học 4 năm là nó miễn IELTS rồi thầy. À, vậy may quá. Rồi. Dạ, nó vừa miễn IELTS nhưng mà nó vừa phải là điều kiện bắt buộc rồi, ai học ngành này nữa phải học 4 năm. Lúc mà làm skill assessment là nói chung là không có cần phải thi bất cứ tiếng Anh gì luôn hả? Đúng rồi thầy, nếu nếu mà đã học 4 năm thì cái lúc mà mình điền hồ sơ á, cái hệ thống nó tự động Cái chỗ nó gọi là tự động hiểu là mình học 4 năm. Nhưng mà nó vẫn có một cái cái này chắc là nó khó thôi thì nó sẽ xảy ra, nó nói nó có quyền yêu cầu ứng viên phải thi nếu nó cảm thấy là nó không có tin cái bộ hồ sơ này. ok Tức là rồi ví dụ học những cái trường mà kiểu mà ấy đó, à, mấy cái trường mà trường mà để mình không giữ có rõ visa đúng ràng đó. Dạ, với không, lại visa những thôi cái đúng không? ngành mà nó kiểu nó không có liên quan lắm á. Với Rồi lại em một điều nữa là kiểu như nó nhìn bảng điểm hay sao đó, mà nó thấy nếu mà điểm bảng điểm không có ok lắm á, nó, nếu mà nó kêu mình mày thi là mình bắt buộc phải thi á đúng bắt không? buộc rồi đó. Dạ. Xui Em thì xui rồi. của em thì nó đang duyệt, nó nói là sau ngày một nó làm lại. Là em với Bạch Dương là hai bạn là coi như chung với nhau luôn đúng không? Tất cả giống nhau hết đúng không? Khác một cái là Bạch Dương học cũng tổng số năm là 4 năm á thầy, nhưng mà nó khác chút xíu. Một xíu là sao ta? Tại Bạch Dương nó Tức đâu có học là đại, Bạch Dương học 2 năm đại học, em là học 2 năm thạc sĩ. Bạch Dương được cái khóa đầu tiên là 1 năm rưỡi. Rồi xong rồi nửa năm học cái gì đó nữa Rồi đúng không? xong rồi 1 năm rưỡi, xong rồi cái Early Childhood 1 năm là 2 năm rưỡi. Thì Bạch Dương thiếu đúng 1 năm rưỡi đó, để cộng lại thành 4 năm á. Thì Bạch Dương đang học cái thạc sĩ này 1 năm rưỡi anh thầy. Tức là cái khóa người ta là đúng là bộ 1-2 năm, nhưng mà do ấy đó chị Huyền xin giùm được được giảm nửa năm, Rồi rồi được rồi. miễn học nửa năm. Ừ, thì cũng đỡ tốn một mớ tiền. Nếu hôm bữa hồi xưa em học 1 năm đó, Bạch Dương cũng học 1 năm đó, mà hai đứa đều thi tiếng Anh đủ hết đi, thi 2.7 hoặc 2.8 gì đó, đủ điều kiện tiếng Anh là coi như không cần phải học thêm năm nữa, năm tiếp theo đúng không? À, học quá thầy ơi, em coi lại điều kiện skill assessment là phải 4 năm đó. Là bắt Thì buộc đó phải học thêm 1 năm hả? nó khó ở chỗ đó đó. Tại vì cái trường hợp của em với Bạch Dương là lạ đó, chứ trường hợp mà người mà chính thống là người ta hay học bachelor ở đây 3 năm, là học Sao lại học 4 bachelor, năm ví đó dụ nhỉ? bachelor business gì đó 3 năm rồi học cái grad dip 1 năm là xong, thì người ta là 4 năm đó. Miễn sao là cứ học 4 năm ở đây thôi, còn còn cao đẳng hay trung cấp hay là cái gì cũng không quan tâm hết đúng không? À, bắt buộc phải là từ bậc đại học trở Đại lên. học trở lên à, ok. Là Rồi. số có cái khung chuẩn của Úc á, khung khung học thuật của Úc á, là nó bắt Rồi. từ số 7 trở lên. À là hai Khung IQF á, bấm IQF level là nó ra số 7 trở lên là được. higher education. Dạ đúng rồi thầy. Là từ đại học trở lên, không tính Dạ. cao đẳng. À. Không tính diploma, không tính certificate. Dạ. Không tính advanced dip luôn. À, hình như advanced deep Advanced được dip thầy, để đúng không? phải À, xem. ok. Dạ. Rồi. Ủa ngày xưa là em qua đây học bổng được bao nhiêu phần trăm? Lúc mà em học Khóa đầu leadership tiên em là tại được education. 50% này. 50%. Là cái Dạ. khóa đó bao nhiêu tiền? 2 năm đầu tiên của Úc á. Nguyên cái khóa đó luôn là 30.000 30 ngàn 2 2 năm. năm là coi như 1 năm 15 ngàn là học thạc sĩ á, thì Dạ em đúng rồi. được miễn giảm 15 ngàn, là em chỉ đóng có 15 ngàn thôi. Là trường La Trót hả? Dạ đúng rồi, trường này chốt. Giờ vẫn còn có học bổng, có học bổng 100% luôn á. Là mấy bạn nào muốn đi theo đường đó thì cũng xin được bây giờ luôn đúng không? Yêu cầu khó không thầy? Hồi xưa thầy nhớ là em đi đi tốt tốt nghiệp nè, tốt nghiệp loại khá Em giỏi là đúng không? tốt nghiệp phải trên trên 8, trên có vẻ trên 7.5 cũng được, nhưng mà muốn 100% phải trên 8 Đi làm á. ở ngoài 1-2 năm đúng không? Đi làm tình nguyện nữa, nghe em nói lên lên Sapa mà nhớ đúng không? Dạ, có đi làm hay không cũng chắc nó cũng không xét cái đó kỹ, mà nó xét điểm á này. Điểm với lại mấy cái hoạt động tình nguyện, viết tiếng Anh. Quá Tiếng đó Anh càng cao quá càng quan tốt. trọng, nói chung là tốt nghiệp điểm giỏi trước xong rồi tới tiếng Anh, xong Dạ. rồi hoạt động ngoại khóa nữa. Hoạt động ngoại khóa rồi cái viết thư nữa, viết lá thư nổi bật hơn người ta là được.
Yeah. Ok. Nó bật và nó phải thật á, nó phải genuine á. Ngày xưa là nó chỉ cho em 50% thôi sao, hay là em nhắm tới 100% mà không Không, đạt chứ là xuất 100% là sau này á thầy, chứ lúc của em là 50 là cao nhất rồi. Lúc đầu em nhắm 25% trường ICU á với trường Monash á, cái xong rồi ra drop cho cao hơn. Học ở đâu cũng được mà. Tại vì em thấy ICU nó dạy teaching giỏi. Tốt đúng rồi, trường đó nó dạy tốt, với là y tá nó dạy cũng tốt. Mình có quen hai người trong nhà mình học hai ngành đó luôn. Wow, mấy bạn yeah. tốt lắm. Em nhớ hai đứa con của thầy không? À, hồi xưa mà lúc dịch đó là thầy có mời một giáo viên ở trường đó về dạy kèm tại nhà cho hai nhóc á. Yeah. Trường đó là ra là làm Royal Hospital với lại trường với lại công không á. Đúng rồi, trường đó mấy đứa nó dạy tốt lắm, nó nói mấy anh kia nghe lắm, nhiều khi nghe lời cô giáo không nghe lời mình nữa. Rồi hôm bữa mới đi đám cưới của chị hai cũng gặp lại giáo viên đó. Cũng nói mấy bạn học trường trường đó nó khó lắm, nó khó tính lắm. Đúng rồi. Trường của ICU mà Australia Australia là người quen của thầy là người ở đây á thầy. Không không, người cũng Việt Nam qua luôn. Cũng là du học sinh luôn. Ngoài du học sinh á, mấy bạn trời, vô du học đó sinh đào giỏi tạo lắm đó. Á, vô đó. Đúng rồi, vô nó khó lắm, bắt học foundation chết luôn Dạ. á. Nghe nó nói học rất lên rất xuống luôn mà Dạ mấy đúng đứa đó rồi, cực phải kỳ là học giỏi khó. nha, nó học giỏi á, ở Việt Nam nó học là giỏi, ở đây nó vẫn học khó. Nhưng mà tốt nghiệp rồi, quốc tịch rồi hết rồi. Rồi, ok. Hôm bữa em Đây. thi PTE thì em tự tự ôn mất cũng cỡ 6 tháng. Mà tại sao mà em phải thi PT? PT để làm gì? Để cái điểm điểm định cư đó thầy. À đây, Point định test á. cư chứ. Đúng rồi, điểm định cư đúng không? Là cuối cùng em thi đủ không? Rồi bảy chín hết chưa? Em thiếu một cái writing 74, Vậy là cái được 10 kia điểm. 82 với 90 hết. Rồi bây giờ Thì phải thi lại cho đủ 79 chưa? em thì em mấy cái người agent mà em liên hệ thì họ tư vấn là Đúng nộp rồi. hồ sơ trước, đủ điểm À rồi, rồi, nộp trước, bổ sung thêm. Rồi, bổ sung hiểu rồi. sau. Đúng rồi, đúng rồi. Trường hợp đó là đúng rồi. Em đủ điểm rồi cứ đợi người ta xét thôi, còn nếu mà em có gì đó cập nhật thì Tại vì nói cái cho người ta thời biết. gian nó quan trọng hơn. Nếu nhanh là tháng 3 là có đó thầy, là vòng mời tiếp theo. Hy vọng. Còn nộp bang á, nộp bang bảo lãnh 190 á, thì có thể trong 2 tuần là có luôn á. Tại nó cam kết ngành ngành teaching với ngành health là 2 tuần. Em làm tiếp cái này luôn chứ, tại hồi xưa em ở Việt Nam cũng học cái đó, em đi làm cái đó xong rồi qua đây em cũng học thêm 2 năm nữa, cái này cũng có liên quan tới giáo dục nữa, em thấy sao? Thực tập early childhood hả thầy? Thực tập là một cái điều kiện bắt buộc để xét thẩm định tay nghề á, 60 ngày. Chắc em làm nhiều hơn quá. À không, nó bắt buộc 45 mà trường chương trình của trường em bắt buộc 60. Em học trường đó là trường gì? Trường Victoria Uni đó thầy. Trường biết du này là học campus ở Phú Trại đúng không, hay là Phú Trại hay là ở City? Footscray, cái early childhood ở Footscray City luôn mà Footscray nhiều hơn. Rồi có online nữa, lúc đó còn dịch đó, nên nó một online khá nhiều. Nó có chương trình online 100% luôn á Mà chỉ dành cho người ở đây thôi. thầy. Ừ, đúng rồi, những người mà em biết thì họ ở đây không, họ ở bang khác, họ ở Đúng rồi, Sydney, bạn họ khác đi ở đó. Queensland. Hoặc là ở trường đó nó có dạy mấy cái mà mình biết đó, là dạy về bên luật đó, luật di trú rồi này nọ đó, nó cũng dạy online đúng không? Đúng rồi đúng rồi. Nhưng mà phải có thường trú rồi mới được học. Là mình Bây làm giờ không miễn có. phí hay sao thầy, nếu mà có thường trú á? Nói chung mình cũng có phí nhưng mà phí cũng ít. Hoặc là miễn phí thì phải đi làm trả lại cho người ta thôi. Cao đẳng đó thì miễn phí. Còn mình học luôn là lên cao rồi. Học graduate rồi thì phải trả tiền cho người ta nữa. Em nói cho thầy nghe cái vụ mà đi thực tập đi. Mấy cái đó là em tự chọn hay là trường nó bắt buộc vô trường nó thực tập hay là ở đâu cũng được, và cái lúc đi sao có phí, có người ta có trả lương cho em không? Thực tập á, thì nó trường mình bắt buộc đi 60 ngày là liên Placement đúng tục không? luôn. Nó gọi là placement. Nó chia theo độ tuổi, ví dụ dưới 2 tuổi mấy ngày rồi dưới 5 tuổi mấy ngày, trong trường nó có cái quy định đó. Nó cho mình điền vô cái form là mình ở đâu, khu vực nào vậy đó thì nó sẽ sắp xếp cho mình. Nhưng Rồi. mà nếu mà ai muốn chủ động hơn á thầy, tại vì nó nói là nó nếu mà nó sắp xếp sẽ trong bán kính 50 cây số, tức là có thể đi tới 50 luôn. Đó Năm thì cho nên là ai chủ động thì tự tự tìm xong tự rồi sắp xếp hay hơn. gửi email cho trường báo là tôi đã tìm được rồi. Thì trường nó cũng phải đợi nó duyệt nha, nó nói ok tôi đồng ý cho anh đi cái trường này thì mới được. Nó mất cũng cỡ 2 tuần đó Tháng thầy. anh là tuần. Tại em điện mới rồi em điện cũng phải 10 chỗ mà người ta không nhận, vì người ta dư người, người ta cần giáo viên thôi chứ người ta ít cần educator là Educator là những cái người mà đi phụ thôi đúng không? thực ra Cứ giáo viên. cái công việc y chang nhau mà khác cái tên thôi. Cái title á. Cái người giáo viên á là mình thấy là như là tốt nghiệp đại học. Bắt buộc tốt nghiệp đại Đúng rồi. học. Hoặc là cao học. Mà cái này là giống như kiểu cái một cái bằng cấp nào đó thôi. Chứ nó chưa có lên tới nguyên vẹn một cái khóa đại học hoặc là cao học gì đó. Cái này nó giữa Và giữa. giáo viên phải làm cái thẻ đăng ký nữa, đăng ký giáo viên. Rồi em đi thực tập đó em thấy sao? 10 ngày đầu thì em
lúc đó thì không có lương. Xong rồi sau 10 ngày đó thì em tại vì người ta chỉ mình nhiều, 10 ngày đó là người ta chỉ mình không à. Thì sau đó em nói ok tôi cũng muốn thực tập cái đợt tiếp theo ở đây luôn. Thì người ta lúc đó người ta mới mở lời mời mình làm. Rồi. Và trả lương luôn. Dạ. Trả lương được bao nhiêu em? Người ta trả theo mức lương của casual thầy là em nhớ như 32 đô. Rồi. 30 đến 32 đô. Dạ. Một ngày là làm 8 tiếng à? Mấy giờ tới mấy giờ? Mấy đứa nhỏ 12 tiếng không à? Nó mở đúng cửa cởi từ 6 giờ sáng tới 6 giờ tối. Trường bắt buộc luôn á, bắt buộc là phải minimum 8 tiếng, không tính giờ nghỉ, không tính break đó, thì mới được tính là một ngày. Em muốn làm vài giờ để cho em kết thúc cái placement đó. Em làm 8 tiếng ngưng à, em làm 10 tiếng, 12 không, tiếng. Không, nó không cho tính cái dư đó này. À, nó không cho tính cái dạ, dư ngày nó nào 8 tiếng thôi à. Dạ. 7.6 tiếng rồi chứ được chưa được 8 tiếng nữa tại nhưng mà nếu mà tính tính tiền là 7.5 hay gì 7.5 mà 7.6 thôi à. Dạ. Tại một tuần làm việc bên này nó tính 38 tiếng. 38 tiếng chia lại cho 5 ngày thì mỗi là 7 giờ 5. 6 tiếng rồi. Thì đi làm thì nó cho 20 phút nghỉ morning tea là morning tea. Cho còn buổi trưa nghỉ 1 tiếng thì là tính vô cái giờ làm luôn. Đúng rồi. Trừ ra chứ. 1 tiếng nó nghỉ rồi phải trừ ra chứ. Dạ thì coi như một ngày mà nó trong đó 9 tiếng là đó. 9 tiếng. Mà tính 8 tiếng. Dạ. Thường thường mấy chỗ khác thì cho nghỉ nửa tiếng. Có mấy bạn cũng ở trên Sydney cũng đi thực tập đi chang em vậy đó. Sydney có vẻ ngành này nó thiếu nhiều lắm luôn. Ở mình cũng thiếu nhiều mà. Em thực tập một chỗ A là ba cái lứa tuổi đầu luôn. Tới cái chỗ B là cái lứa cuối cùng. Cũng ở gần gần vùng của em hết hả? Dạ. Ở Silver hết. Vòng vòng đó hết đúng không? Em cái quạt xô nhà, một cái ở Northcote. À Northcote thì còn gần. Northcote nhớ hôm bữa thầy đi tới lấy chìa khóa với em mà. Nhà thuê nhớ không? Dạ đúng rồi, ngay gần đó luôn á thầy. Xong rồi có một cái 5 ngày là ở ngoài công viên, ở ngoài community park rồi đó. Dạ, chỗ gần ở ngoài thư viện mấy đứa nhỏ chơi á, để dạy cho tụi nó mấy cái dụng cụ chơi mà tự thiết kế ra chứ không phải mua á. Mấy cái đồ tái chế á. Cái môi trường làm việc ở trong mấy cái đó là em có thấy nó đa văn hóa không? Tùy cái khu mình chọn đó. Chỗ đầu tiên của em thì đa số là người Úc nhiều. Thì cái chỗ thứ hai thì nó đa dạng hơn, người châu Âu, người Úc, người Ấn Độ, người Trung Quốc nhiều. Sau khi em thực tập xong hết rồi đó, chỗ đó nó có nói mở lời nói là muốn em ở lại làm không hay là em kết thúc rồi, em kết thúc thôi? Nó có mở lời ở đây. Và bởi vì là em học tiếp một khóa nữa mà người ta mở lời thì làm giáo viên ECT á, giáo viên thì nó lại phải làm full time. Bây giờ sau khi em xong hết rồi nè, bây giờ xong hết rồi đúng không? Dạ, giờ xong hết rồi thầy. Em muốn quay lại em làm cái nghề đó nữa không hay là vẫn sự nghiệp kinh doanh? Tính sao? Nếu mà làm part time thì cũng có thể, chứ làm full time thì nó chưa không phù hợp lắm nè. Không, tùy theo cái ấy thôi, tùy theo cái cái personality của mình thôi. Yeah. Ví dụ người nào thích nhẹ nhàng tiếp xúc với con nít rồi này nọ, nhưng mà chịu được giống thích con nít kìa, yêu con nít á thì nó khóc rồi nó tả rồi này nọ rồi xong rồi nó nhõng nhẽo, nhất là sáng sớm mà đưa nó vô đó, rồi nó khóc dữ lắm. Với lại vô tùy nhà trẻ cái biết môi trường cái chỗ đó, mà nếu mà nó công ty đó mà nó ok á thì làm được lắm, còn nếu mà cái ban quản lý nó hơi rối á là mệt giáo viên. Thì mình có ba đứa mình đi gửi nhà trẻ quá trời chỗ rồi chứ không phải không biết mấy ngày sao mà. Cái tập đoàn lớn là Guardian đó thầy. Nó chuyên đi mua lại những cái công ty okay. Childcare rồi okay nó về rồi. Nó làm thành chuỗi thì nếu làm cho nó thì khá ok, tại vì mọi thứ nó hệ thống hết rồi. Đúng rồi. Nó không có cãi nhau, còn nếu mà làm tư lẻ lẻ thì nó sẽ rối, hơi rối xíu. Có vô đó làm mình mới hiểu. Rồi, ok, vậy là coi như giấy tờ là ổn hết rồi, học hành rồi xong hết rồi, bây giờ chỉ ngồi đợi thôi. Nếu mà may mắn thì mình quá trình là đợi không đó. Thì em lót hồ sơ xong mà nếu em thấy hơi lâu đó thì em thi PT tiếp. Nó có cho thi lại đủ điểm rating này đủ không hay là nó phải thi đủ thì, hết tất cả? Hiện tại không thầy, nhưng mà em cũng hy vọng là nó đổi luật á. Nó khỏe. Rồi. Dạ. Yeah. Nhưng mà cái trường hợp ví dụ mình thi cái lần thứ hai cái rating nó cao nhưng mà những kỹ năng kia nó hơi nó vẫn trên 79 thì nó có thì cũng update được cho mình không thầy, hay là nó lấy kết quả của một lần thi thôi ta? Ví dụ như thi luật bây giờ đi là nó lấy kết quả một lần thi đó, là nó sẽ lấy cái sau là nó đè lên. À, lấy cái sau. Đúng rồi. Yeah. Lấy cái cao hơn chứ. Đúng rồi, nó lấy cái cao nhất. Thì nói chung lần nào em thi nó lấy cao nhất thôi. Lỡ mà em thi lần này ví dụ vô thi em bị trục trặc gì đó cái nó cho em điểm khoảng chừng 50 rồi em tính sao? Đúng không? Phải lấy cái cao nhất thôi chứ, đúng không? Mình đâu có chuyện xui nó tới đâu. Dù đang đi thi đó lỡ có chuyện xảy ra sao? Trong vòng thi các bạn nào nó xỉu hay là gì đó nó cancel luôn sao? Tất cả không điểm hết. Sao?
đúng không? Quên đi thì thấy thấy mượt lắm, ok lắm. Xui nó xảy ra à, nếu chuyện nó xảy ra vậy thì nó cho thi lại hết toàn bộ, toàn phòng. Yeah. Mà cái visa 48 năm của em còn thời gian mà đúng không? Em dạ em mới nộp cái extension được thêm 2 năm tới 2027. Thì cái em vô trường hợp là được extension từ 2 năm thành 4 năm đúng không? Mới đầu em học xong là em được 3 năm, master được 3 năm, xong giờ thêm 2 năm nữa. Dự luật nó sắp xảy ra là nó không có cho kiểu đó nữa, nhưng mà nói chung yeah. em lọt vô cái đó rồi cũng được 5 năm rồi. Dũng hình như cũng được luôn á, Dũng cũng cùng đợt cho em luôn. Cũng dạ. Được. Em thấy không? Bạch Dương đi qua này học có 5 rưỡi à, nó kẹt một thứ đủ thứ không được gì hết, không biết nó làm tùm lum việc hết. Cũng may là được cái được xin cái trường là job nó cho học 5 rưỡi thôi á. Nhưng mà tới 11 tới cái lúc 4 tháng 5 thì cũng phải hỏi tư vấn rồi sao nè. Không biết bộ giờ... nó xét một khóa học hay là nó xét những cái khóa mình đã học nó cộng cộng làm này. Nó cộng cộng rồi em ơi. Ừ. Ôi vậy thì đỡ hơn. Thì nói chung có khóa học 1 năm, có khóa học nửa năm, có khóa học 5 rưỡi. Nhiều khi em học ví dụ em tốt nghiệp 1 năm rồi học thêm nửa năm nữa là coi như là tốt nghiệp master đi, ví dụ vậy, em chỉ thiếu vài môn thôi, nói chung có tính sao đủ năm rồi được rồi. Ủa rồi làm giấy tờ cho mẹ qua đây chưa? Em làm bị fail một lần đó thầy, nên em định hỏi với người luật sư đàng hoàng. Đúng rồi, mình đang gặp mấy, mình có làm việc cho mấy luật sư bên Úc nè, mấy này bạn cô em với lại cái hồ sơ thì nó cũng, bởi hỏi chị Huyền đó, chị Huyền nói cũng hơi khó. Cái khả năng cao nhất ở hiện tại là cái lễ tốt nghiệp của sắp tới của em tháng 3 này, đúng rồi đó, đúng thì rồi em xin trường cái giấy mời, em phải viết giấy đàng hoàng, trường giấy mời xong mà em phải viết thêm giấy nữa, viết giấy là cô này có công với em như thế nào hồi xưa giờ nuôi dạy dỗ em như là ba mẹ sao đó này nọ vậy đó. Tại trường hợp này có cần viết cái kế hoạch mà mình đưa người này đi du lịch làm sao không thầy? Đúng rồi, đúng rồi, cái đó điểm cộng á, em cần lát nữa thầy gửi cho một vài cái để em coi đó theo, ví dụ như ngày nào là đi qua đây nè, mua vé máy bay nè, ở chung với em rồi em đi du lịch chỗ này chỗ kia, rồi đi tốt nghiệp trường tổ chức ngày đó, rồi xong đó bao giờ thì về nữa, là cứ đúng 2 tuần là về là phải về đó, hoặc là ở đó chơi với em 1 tháng nữa về, rồi lần sau muốn qua là qua đó, qua lại tính sau, nhưng bây giờ phải về á. Lần đầu mình nghĩ chắc nó cho 1 năm mà, nhiều khi nó không tin tưởng là nó chỉ cho đi qua đây đi lại 1 lần thôi đó, còn những người khác thì nó được, nó cho multiple entry qua lại. Với lại nếu mà em có cái việc làm ở bên Úc thì bây giờ mình mới nói nè, nói thêm nè, bây giờ nếu mà em ấy thì em vô lại công ty cũ hồi xưa em làm á, em nói nó em muốn làm part time, em đề nghị với nó luôn, bây giờ tao rồi này nọ, em vẫn nói em đi học chứ đừng nói em tốt nghiệp rồi, tốt nghiệp rồi em đâu có lý do gì mà em ấy đâu, đâu có lý do gì mà em làm part time đâu, đúng không? Nhiều khi mà em khai ra là em có kinh doanh riêng rồi này nọ nữa thì nó cũng không có hay lắm. Người ta kêu thì em có thể vô đó nói luôn bây giờ, rồi em đi làm cho nó luôn, cứ 1 tuần 3 ngày đó, ngày nào em rảnh thì 2 ngày đó, thì em nhờ cái giấy của trên công ty đó thì nó mạnh thêm nữa, em hiểu không? Trường tốt nghiệp thì tất nhiên qua là hợp lý rồi, em có thuê nhà xây cửa rồi nè cũng hợp lý rồi, nhưng mà nó hỏi thu nhập của em đâu. Thu hồi nhập trước, em cũng em gửi cái khai thuế không được hả thầy? Cái khai thuế vẫn được, nhưng mà cái khai thuế lại tiếp tục em làm cho chính em. Em thấy không? Thì tất nhiên là mình thấy là cái thu nhập của mình nó cao hơn mấy cái khác. Đóng thuế quá trời. Nhưng mà vấn đề ở đây là cái đó là cá nhân, cái đó là giống như kinh doanh hộ cá thể vậy đó. Không, thật ra sự cái lần trước em có nộp cái chỗ đó làm đó chứ. Lúc đó cái lần em nộp lần trước á vẫn còn làm chỗ đó đó. Mà thì không thì nhiều nên là chưa được hay sao? Thì bây giờ em cứ việc là lấy cái chỗ đó ra làm tiếp tục nữa. Em nói bây giờ em vô em làm rồi sau đó khoảng gần tới ngày tốt nghiệp rồi đó, hoặc là khoảng tháng tháng mấy tốt nghiệp, tháng 3 hả? Theo nếu đúng tháng năm ngoái là cuối tháng 3. Cuối tháng 3 thì mình nghĩ chắc là giữa tháng 2 hoặc là giữa tháng 2 hoặc là cuối tháng 2 em nộp là được rồi. Em có cần đi du lịch thêm không thầy? Phải đi, chắc chắn là phải đi rồi đó. Rồi xong em nói cái chỗ mà em làm á thì nói là người ta làm cho em viết cho em tờ giấy. Thì em có làm ở chỗ này rồi này nọ, rồi khai thuế hồi trước giờ bao nhiêu đó, nộp lên luôn. Tại vì em cứ nhìn một cái người mà người ta thấy ok, xưa giờ có đi làm từ hồi năm này này qua năm nọ, hoặc là em đưa cái giấy mà hồi xưa em làm, lúc mà em làm lúc đó, từ lúc mà em làm á, rồi bây giờ cái thuế gần đây nè, cái tháng 1 với tháng 2 ví dụ vậy đi, thì đó em nộp mấy cái đó lên luôn, thì người ta thấy ok, có đi làm hồi xưa nè, rồi xong rồi đi học nên không làm tiếp, rồi bây giờ có quay lại đi học xong rồi đi làm nè. Đó. Thì nó dễ cấp hơn. Thì mình nghĩ nha, em cũng nên đi làm part time. Thì nó xét hồ sơ em, nó thấy cái đó là nó không có suy nghĩ nhiều, em hiểu không? Đừng làm mấy cái người mà nằm trong bộ biểu trú người ta suy nghĩ cái này có nên không ta. Rõ ràng nó đi học, nó đi thực tập nè, nó đi làm rồi nè, thì bây giờ mình còn gì nữa mà không không cấp thường trú cho rồi, đúng không? Thì em nghĩ em làm cái người đó đi,
em sẽ tin tưởng cái người nào đã đi làm hơn cùng ngành hơn là cái người mà, ủa sao thấy nó không có nộp giấy gì đi làm cho nhà trẻ gì, nó early childhood gì sao kỳ vậy, đi thực tập không nó làm à, đúng không, mình cấp cho nó chắc nó cũng đi làm ngành khác hay sao đó, mất công người ta suy nghĩ á, đừng để cho người ta suy nghĩ khi có sẵn hết mấy giờ đợi vậy. Thì khi mà em có cái skill assessment xong là em đi đăng ký cái thẻ giáo viên đó thầy. Tại Đúng rồi, vì nó tính điểm, nó không tính trên cái job là giáo viên chứ không có là cái kia được. mà Nó tính kinh nghiệm sau cái ngày mà cái skill assessment có hiệu lực á. nó dạng như kiểu là bookkeeper và accountant vậy đó, Đúng rồi. rồi xong nó sau cái accountant nó tới CPA. Em thử nghĩ có đứa nào làm accountant được mà chưa qua làm bookkeeper không? Ở bên này nó chia ra nhiều cấp bậc, muốn làm giáo viên đâu dễ, Việt Nam mình chỉ có nói giáo viên thôi, ở bên này nó chia ra đủ hết á, trainer rồi xong rồi tới educator nè, rồi mới lên teacher nè, rồi tới mới lên lên professor rồi này nọ, nó nhiều bậc lắm, nên em cứ có tờ lại cứ nộp vô là nó thấy à ok chị có làm trong công ty này, công ty liên quan tới early childhood, là hồ sơ nó xét nó vẫn cảm giác là nó sẽ tốt hơn nhiều. Đó An là kinh toàn nghiệm hơn. làm đàng hoàng nè, dù nó không làm full time nhưng mà nó làm chuyện khác nữa, nhưng mà nó có đi làm nè. Em thử nghĩ nếu mà nó đưa lên Yếu bàn cân tố. đứa 79 hoặc đứa mà điểm giống em bây giờ tính là 72 mà đứa đi làm đứa không đi làm, coi chừng mình xét là mình xét đứa đi làm á, vẫn thấy à này nó đóng thuế nè, là nó có sẵn chuyện đi làm rồi chắc chắn là nó ra nó sẽ đóng thuế tiếp à, đúng không? Còn cái đứa kia ai biết được nó làm gì đâu, cách đây 4 năm 3 năm mình có training cho em để làm kinh doanh riêng, nhưng mà mấy cái chuyện đó là chuyện kinh doanh rồi để về tài chính cho bản thân mình để có tiền mình làm mấy chuyện khác thôi, chỉ đóng tiền học hay là, nhưng mà em nghĩ cái người mà đi xét duyệt hồ sơ nó đâu kêu đâu phải ủa trước giờ em qua đây em đâu có học tài chính đâu em đâu học về liên quan tới quản trị kinh doanh hay kinh doanh gì đâu, tự nhiên sao sao giỏi đưa này ra chi vậy, ồ nó lại em lại cho nó suy nghĩ nữa đúng không? Làm em đăng ký ngành tài chính hay là gì đó thì em đưa này thấy à ok cái này nó có năng khiếu nè, còn này em đang về bên giáo dục mà em lại đưa cái này ra chi, nó đâu có hỗ trợ hồ sơ em đâu, ví dụ như hồ sơ em nộp giáo viên em đâu có kêu ra hồi trước em có kinh nghiệm kinh doanh chỗ này chỗ kia đâu, hoặc là hồi trước em có kinh nghiệm quản lý nhà hàng khách sạn, ủa chi vậy, đâu có liên Đúng rồi. quan gì đâu, có nhiều bạn có gì đưa hết cho người ta coi, nhưng mà vấn đề mình đưa mình nó không có hỗ trợ gì cái việc mà của mình mong muốn á thì đưa ra làm gì, đúng không? Đúng rồi, cái nào ra cái đó. Cái nào nó có liên quan mình, ví dụ em là ví dụ em nộp vô đó là em làm vị trí educator, nhưng mà sau này em nộp vô đó em nộp vô cái vị trí là làm manager trong đó đi nha, mình ví dụ cái lúc mà em học leadership và education gì đó là nó sẽ hỗ trợ em được, tại em hồi xưa em đã có học leadership rồi đúng không, Đúng rồi. nào hoặc là hồi xưa bên Việt Nam em có làm lớp trưởng là nó có hỗ trợ, hoặc là em học trong cái học trên trường của em học á nó có mấy cái môn nào mà nó liên quan tới cái chuyện về management rồi này nọ đó, project management thì đưa mấy cái đó vô, hồi đó em học cái môn đó em được hack đi ví dụ vậy đi, còn không có thì thôi đừng có đưa lung tung Ok. ok Khi nào có thôi cái skill assessment em báo thầy đó rồi mình em biết làm là cho em mình đăng hỏi mấy ký cái này thầy. có khóa học early childhood là bao nhiêu tiền, rồi sau đó em chị Huyền đăng ký cho em là được miễn giảm bao nhiêu, rồi cái khóa học tiếp theo của em học thêm 1 năm nữa là bao nhiêu cho mình biết luôn. Cái khóa học full tiền cái thời điểm của em là 28 ngàn mấy á, nhưng mà bây giờ chắc thành 31, 30, 31 rồi. Giảm 20% là nó còn 21 ngàn á thầy. Là cái nguyên cái khóa early childhood của em 21 ngàn. Và hồi đó coi như là cho là 30 đi hả, giảm được 20% sau còn 21 là 28 29 hả, là cái đó là 1 năm hả em hay là 2 năm? À, một năm thầy, 8 môn học đó. 8 môn Nó học cho là đóng chia ra từng môn từng môn. mỗi học kỳ em học 2 môn hả hay là mỗi học kỳ học 4 môn? Một tháng một môn, À là cái học theo tháng thôi, học 8 tháng là đi thực tập có á, khi không tới một tháng đâu, có 3 tuần là xong một môn. nó dạy theo môn chứ nó không không dạy giống như trong trường đại học mình hả, bắt học 4 môn rồi học song song vậy hả? Mỗi một tháng một môn, hết môn này tới môn kia. Hình như chỉ có trường VU đã làm được cái này thôi thầy, Rồi, thì mấy trường khác cũng bắt đầu chuyển qua kiểu kiểu này đó. hồi xưa mình cũng có một bạn bạn Long nó cũng học theo block này luôn, cũng trường viết chủ này nhưng nó dạy theo kiểu block rồi, ai mà dân kinh doanh rồi thấy nó tốt rồi, giống như tiền thuê nhà mỗi tháng vậy ra Đúng rồi. Đều luôn á. chuyện giáo dục chuyện học là xong, chuyện giấy tờ rồi bỏ lại cũng xong. Vì thuật toán YouTube rất là thích những cái video có nhiều tương tác nên bà con giúp Tâm bấm nút like, share, comment những cái suy nghĩ của mọi người dưới phần bình luận để video đến được với nhiều người hơn. Cảm ơn tất cả mọi người.